À, xin chào anh Việt, đã lâu chương trình trực diện TV. Thì có một cái vấn đề mà rất nhiều bà con Việt kiều đó, hay nói đúng hơn là những người mà sinh sống ở nước ngoài đang rất là quan tâm trong cái thời điểm hiện nay. Đó là khi nào mà Việt Nam mở lại các cái đường bay và những người gọi là Mỹ gốc Việt á, hay là những cái người mà gọi là Việt Nam định cư ở nước ngoài đó, hoặc là đang sinh sống làm việc hoặc là công tác hay là du học các thứ, thì có được về nước hay không và về nước như thế nào? Thí dụ như ở tại Hoa Kỳ thì được biết là cái nhu cầu của rất là nhiều người, nhất là những cái người gọi là có cái còn giữ cái hộ chiếu của Việt Nam đó, trong đó có du học sinh, có nhiều người đi công tác, đi lao động, đi học tập, đi làm đủ thứ chuyện hết, ngay cả những người định cư ở tại Hoa Kỳ nữa, dạng như là có thẻ xanh rồi nhưng mà người ta vẫn ngâm chưa vào quốc tịch của Hoa Kỳ, vẫn còn giữ một cái hộ chiếu của Việt Nam. Thì trong cái điều kiện của thời gian vừa qua đó thì rất là nhiều người muốn về. Tuy nhiên thì đến hôm nay được biết là các cái chuyến bay mà đưa những cái công dân Việt Nam tại Mỹ về Việt Nam thì cũng chỉ dừng lại có con số là dưới 10, dưới 10 chuyến thôi. Tức nghĩa là trong cái khoảng khoảng chừng là mỗi một chuyến chúng ta thấy là khoảng chừng 300 người, thì 8-9 chuyến gì đó thì nó cũng khoảng chừng 2.000 mấy, chưa tới 3.000 người. Trong khi thì cái nhu cầu có thể là rất là lớn, có thể đến mười mấy ngàn người đó. Thì vừa qua chúng ta thấy là ở phía bên chính phủ của Việt Nam đó, theo cái kiểu là đưa ra một cái thông báo của ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng, khi mà tại cái cuộc họp thường trực của chính phủ diễn ra vào ngày 27 tháng 8, tức là hồi cuối tháng 8, thì ông Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng là tiến hành các cái giải pháp để mà thực hiện cái việc mở rộng ra và cái thực hiện các cái việc mà mở các cái đường bay ở một số cái nơi, những cái nơi mà được cho rằng nó an toàn, hay nói chung á, là nó đảm bảo được cái tính mà coi như là chống dịch tốt á. Thì thật ra đây cũng là một cái thông tin mà trước đây, tức là hồi đầu tháng chúng ta đã nghe phong phanh rồi. Thí dụ như có rất là nhiều các cái hãng bay hay là các cái hãng mà bán vé máy bay trên trên mạng đó, những cái hãng rất là uy tín, thì người ta đã thực hiện các cái việc mà bán vé những cái chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, hoặc là ở những cái nước này nước kia về Việt Nam. Thì nhiều cái thông tin đưa ra nói rằng ngày 16 tháng 9 á, tức là theo cái giờ của ở phía bên Hoa Kỳ, sẽ bắt đầu là mở lại các cái đường bay để mà đưa những cái khách người nước ngoài hoặc là người Việt Nam đi vào trong nước. Thì để tìm hiểu về cái việc này thì nó có thật như thế hay không, và tại sao người ta bán vé như thế, thì chúng ta thấy là theo cái ý kiến của ông Nguyễn Xuân Phúc ngay trong cái buổi họp đó, thì nói rằng là hiện nay ở Việt Nam nó đang bắt đầu thực hiện các cái việc mà gọi là phòng chống dịch rất là tốt. Thì chúng ta thấy là những cái thông tin cho đưa ra đó thì là trong 3-4 ngày qua là không có phát hiện ra những cái ca mới, và coi như hiện giờ đó, ngoại trừ cái việc mà chống dịch ra, thì ở phía Việt Nam phải có một mục tiêu nữa, đó là mục tiêu hay cùng thường gọi là mục tiêu kép, tức nghĩa là vừa chống dịch nhưng mà phải vừa phát triển kinh tế, chứ không chỉ là chống dịch rồi cái cách ly rồi làm những cái chuyện nó hết sức là khắt khe theo cái kiểu là nó cực đoan quá thì không thể nào chấp nhận được. Thì nói chung là hiện giờ đó là phải làm sao để mà thúc đẩy các cái đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, và không làm cho nó đứt gãy các cái hoạt động kinh tế của xã hội. Bởi vì cái kinh tế nó thời gian qua đang bị ảnh hưởng rất là lớn, và cái thu nhập hay là cái mức sống của người dân đó rõ ràng là đang bị ảnh hưởng, cho nên là bây giờ phải duy trì được cái sản xuất đó và đẩy mạnh nó lên. Nhưng mà cái quá trình đẩy mạnh hay là mở cửa hoạt động sản xuất cũng không có bỏ quên hoặc là sao lãng các cái nhiệm vụ gọi là phòng dịch. Nếu như mà bỏ một trong hai khâu thì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên bây giờ ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là phải đẩy mạnh hai thứ. Cho nên là hiện nay đó thì cùng với các cái việc mà tổ chức các cái chuyến bay mà đưa các cái công dân Việt Nam về nước, thì cần tạo điều kiện thuận lợi để mà đưa nhanh các cái chuyên gia hay là các cái nhà đầu tư hay là những cái lao động mà có tay nghề cao đó, tạo điều kiện cho họ nhập cảnh vào Việt Nam và có cái phương án đảm bảo an toàn và thực hiện cái việc cách ly phù hợp, thực hiện các cái việc rà soát và giảm bớt các cái khâu trung gian hoặc là chờ đợi. Thí dụ như có rất là nhiều các cái dự án ở Việt Nam hiện nay thì nhiều cái chuyên gia ở nước ngoài, thí dụ như trong cái dự án cầu Thăng Long chẳng hạn, thì Bộ Giao thông Vận tải nói rằng là mọi cái bước chuẩn bị đã
đã thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn chờ đợi các chuyên gia của Trung Quốc họ qua thôi. Mà họ vì cái dịch Covid-19 này rồi hoặc là vì một số các cái thủ tục, ngay cả trong một số những cái ngành nghề ở bên những cái công ty của Hàn Quốc cũng vậy, hoặc là của Đài Loan hay nhiều nước khác, thì vẫn vướng vào một cái điều là nhiều khi những cái người mà gọi là chuyên gia đó họ muốn vào, nhưng mà họ muốn vào thì họ không muốn cách ly, hoặc là họ muốn cách ly theo cái điều kiện nó rộng mở hơn, làm sao vừa cách ly mà người ta vẫn có vừa làm việc được, để mà đảm bảo các cái tiến độ, đảm bảo được cái mục đích phát triển kinh tế hoặc là cái hoạt động của họ trong cái lĩnh vực mà đầu tư ở Việt Nam. Thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có đồng ý cho các cái nhân sự cao cấp của các cái doanh nghiệp Hàn Quốc đó được nhập cảnh thực hiện các cái công tác ngắn ngày cũng như là các nhà đầu tư khác có nhu cầu. Đây là một cái giải quyết rất là đặc biệt, bởi vì những cái người đó họ vào họ có trong cái thời gian ngắn thôi để mà họ giải quyết một số những công việc, hoặc là những nhà đầu tư họ đến họ ký kết các hợp đồng chẳng hạn, hoặc là họ đến để mà họ xem xét các cái đầu tư gì đó trong cái thời gian rất là ngắn, thì những cái điều kiện đó cũng phải tạo điều kiện. Thì đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh là cái việc mà xử lý ngay các vấn đề mở lại đường bay. Đây là cái điều mà chúng ta rất là quan tâm, bởi vì các cái đường bay mà giữa Việt Nam với Nhật Bản nè, giữa Việt Nam với Hàn Quốc nè, rồi giữa Việt Nam với ngay cả là coi như là Trung Quốc nữa. Thì cái người Việt của chúng ta, thí dụ như ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, hay là tại Úc, tại Canada hay là những nước châu Âu, vậy thì hồi trước giờ đa phần những cái chuyến bay của chúng ta đó, ngay tại ở bên Mỹ đi đi về Việt Nam thường cũng không bao giờ bay thẳng hết. Thường thì bay qua một trong những cái nước gọi là trung chuyển, thì những nước đó ở khu vực châu Á, thí dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Philippines, Thái Lan hoặc là Hồng Kông, thì tất cả những cái chuyến bay thường là như thế. Thì bây giờ đó cái việc mà mở một cái đường bay, thí dụ như qua Nhật Bản hay là qua Hàn Quốc, thậm chí là Đài Loan hay là Trung Quốc, thì những cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái việc là những cái người Mỹ đi, thí dụ như khi mà đi muốn bay vào Việt Nam thì mình bay đến những cái nơi trung chuyển gọi là an toàn đó, thì ở từ đó mình có cái đường bay để bay vào Việt Nam. Thì trong cái trường hợp như thế này đó, có được coi là hợp pháp hay không? Thì rõ ràng là cái việc mà đưa ra những cái ý kiến như thế đó, thì bây giờ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là tạo cái điều kiện cho những cái người mà họ được được đi về Việt Nam đó, thì có cái việc mà nên thu phí. Thì những cái ưu tiên đầu tiên hết á, thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là phải thực hiện các cái chuyến bay á, là trước hết á là các cái chuyến bay về lao động của Việt Nam đi làm tại các cái nước, thí dụ như những cái nước mà trung chuyển đó, thí dụ như nước Nhật Bản hay là Hàn Quốc, bởi vì nhiều cái lao động bây giờ á họ còn vướng ở đó chẳng hạn, và họ muốn về Việt Nam để mà né dịch, hoặc là muốn về Việt Nam bởi vì họ hết cái thời gian lao động rồi, và công việc ở bên đó nó ít rồi, thí dụ như hoặc là nó hết, hoặc là những cái du học sinh hiện giờ phải đi học mà gọi là trên mạng, không có đến trường được, hoặc là các ký túc xá đóng cửa, những cái nói chung là nó bị ảnh hưởng cái nhiều hoạt động của những người mà Việt Nam đó ở ở dụ ở Nhật Bản hay ở Hàn Quốc, thì bây giờ rước những cái người đó về trước, tạo ra những cái chuyến bay để đưa họ về. Thì chúng ta thấy rằng đó, những cái việc mà thu phí đó được đặt ra, thì cái vấn đề là đặt ra như thế nào. Thí dụ như là có những cái thông tin nói rằng là bây giờ đó là không có cho cái việc mà gọi là hồi đó giờ thì tập trung về Việt Nam là thực hiện các việc cách ly 14 ngày rồi không có thu phí, miễn phí hoàn toàn. Thì tới đây từ ngày 1 tháng 9 đó, tức là thời gian vừa qua rồi, thì bắt đầu là có thu phí trên tất cả những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thì khi mà vào Việt Nam đó, thì mặc dù là ở những cái nơi này nơi kia và thực hiện các cái việc mà xã hội hóa cái việc mà thu phí nữa, thì đây là cái điều mà có thể nói rằng nó cũng đã có một tiền lệ rồi, nhiều nước đã áp dụng chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Ví dụ như ở bên Đài Loan họ đã áp dụng trước đó rồi, trước đó ngay từ mấy tháng trước rồi nữa, khi mà cái dịch bùng nổ lên thì Đài Loan cũng nói là cho cách ly ở khách sạn chẳng hạn, rồi họ thu phí. Thì bây giờ với những cái mức thu phí được đặt ra như thế này đó, thì chúng ta thấy là có nhiều cái trường hợp đó là ở phía Việt Nam nói rằng là cái việc mà thu phí có thể là cái mức từ 22 triệu đến 88 triệu
tùy theo cái loại khách sạn ở trong đó có chi phí về ăn ở, các chi phí về chăm sóc các cái dịch vụ chẳng hạn, ví dụ như ăn uống ngày 2 3 buổi gì đó và những cái chi phí khác nữa. Thì còn hoặc là có những cái thông tin nói rằng là những cái người mà thân đó họ có con em đang đi du học ví dụ ở bên Úc hay là ở bên những cái nước châu Âu chẳng hạn, ngay tại Hoa Kỳ, thì bây giờ đi về Việt Nam có thể là sự cách ly, và cái sự cách ly đó có thu phí. Thí dụ như những cái thông tin của một cái người phụ nữ cũng đã có cái trình bày về cái con của họ đó là đi trên cái chuyến bay để mà đi về Việt Nam, thì ở từ Úc, thì rõ ràng là cái người này nói rằng là thực hiện các cái sự mà phải đóng cái chi phí, và chi phí có thể là lên đến vài chục triệu đồng. Thì trong đó chúng ta không hiểu đâu, vài chục triệu đồng thì so ra chỉ có vài ba ngàn đô, vài ba ngàn đô thì trong đó gồm có chi phí máy bay, chi phí về ăn ở và chăm sóc ở một cái khách sạn 4 sao, ví dụ như ở Hạ Long chẳng hạn. Thì những cái điều này là rất là dễ hiểu, và những cái chi phí đó được nguyên một cái trường học đại học ở bên Úc á, họ tổ chức và họ đưa các cái công dân Việt Nam đi về đó, những cái sinh viên Việt Nam đi về Việt Nam. Thì phải nói rằng ở Việt Nam hiện giờ trong những cái ngày vừa qua đó đã thực hiện các cái việc mà thành lập ra các cái đội nhóm, ví dụ như ở 2 cái cửa khẩu mà được là quan trọng nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì hai nơi này là 2 cái đầu cầu để mà thực hiện các cái chuyến bay. Thí dụ như là chúng ta thấy là cái thông tin của chính phủ ngày 4 tháng 9 năm 2020 vừa qua đưa ra đó, thì cục hàng không của Việt Nam là đề xuất từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 là nối lại đường bay thứ nhất là đối với Tokyo của Nhật Bản, và với cái tần suất là một chuyến trên một một chiều và mỗi một tuần là một chuyến thôi, và mỗi bên á, và thành phố Hồ Chí Minh Tokyo với tần suất là một chuyến một tuần cho một chiều cho mỗi bên. Thì rõ ràng là vừa cái đường bay Hà Nội vừa cái đường bay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thực hiện, mới đó, kiểu như là thực hiện thăm dò thôi, và mỗi một tuần chỉ một chuyến. Thì cụ thể là phía Việt Nam chỉ định á, làm đây là những cái thông tin mà chúng ta thấy là ở phía trên cái trang web của thông tin chính phủ ha, thì nói rất là rõ, thì phía Việt Nam đây chỉ định đàng hoàng, và phía Việt Nam là chỉ định là coi như là Việt Nam Airlines và Pacific Airlines, và cũng như là phối hợp linh hoạt với các cái đường bay là Hà Nội Tokyo bằng đường máy tàu bay là Boeing là B787, với cái số lượng người là 343 ghế vào ngày thứ ba hàng tuần. Đó đó là một cái số những cái đường bay. Thì còn ví dụ như Vietjet Airlines thì Vietjet Air thì khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh Tokyo bằng tàu bay là A321 với 240 ghế vào ngày thứ ba hàng tuần. Số lượng khách khi đặt chân tới Việt Nam sẽ cách ly tối đa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với cái số lượng là 560 khách. Còn đối với vườn bay Hàn Quốc đó, thì Vietnam Airlines, Pacific Airlines là khai thác đường bay Hà Nội Seoul với cái tần suất là một chuyến một tuần bằng cái máy bay B787. Còn cái Vietjet đó, thì khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh Seoul bằng tàu bay A321, và cái số lượng cách ly tối đa tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó cũng chỉ là 650 khách một tuần thôi. Còn đối với vườn bay Trung Quốc thì mở lại đường bay thành phố Hồ Chí Minh Quảng Châu, thì cái Quảng Châu là cái nơi được cho rằng rất là an toàn rồi, cho nên là bây giờ thì mở lại cái cầu nối đối với Trung Quốc đó thì thông qua cái Quảng Châu thôi, và cái tần suất cũng chỉ là một chuyến một tuần và cho mỗi chiều. Thì trong đó thì phía Việt Nam chỉ định cái Việt Nam Airlines hay là Pacific Airlines với cái khai thác linh hoạt bằng cái tàu bay cũng là máy bay là B787 đó, 340 mấy ghế thôi. Thì phía Trung Quốc thì họ chỉ định một cái hãng hàng không khai thác bằng chiếc tàu bay là Airbus A320. Đây là cái số cái chuyến bay mà có thể nói là cái số lượng người nó ít hơn, thế là cái cầu từ Trung Quốc họ đổ qua đó thì nó ít hơn, chỉ có 200 ghế thôi, cũng cũng chỉ là một tuần một chuyến thôi. Thì đây có thể nói là một cái động thái gần như là thăm dò để coi như quen dần, nếu như mà không có một sự bùng phát dịch bệnh lên và cái khả năng mà cách ly đó kiểu xã hội hóa ở các cái khu vực mà như là các cái khách sạn các thứ này kia nọ mà nó an toàn và nó hiệu quả thì chắc chắn là người ta sẽ mở rộng ra các cái
các cái đường bay hơn nữa, nhân đôi lên. Thì đối với cái đường bay đến Đài Bắc gọi là Đài Loan đó thì sẽ do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác đầu cầu ở thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu bay là cũng là 787 đó, và Vietjet thì khai thác cái đầu cầu ở Hà Nội và bằng cái tàu bay Airbus 320 chỉ 200 khách thôi. Thì dự kiến tối đa là cái việc mà cách ly tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khoảng chừng một nơi là 700, một nơi là 600. Thì còn đối với đường bay khác như là Lào hay Campuchia thì được nối lại với tần suất cũng một tuần. Thì đây là cái điều có thể nói rằng thấy rằng có một sự phấn khởi của phía bên Vietnam Airlines, hay nó đúng hơn là cái ngành hàng không của Việt Nam. Bởi vì trong rất là nhiều tháng rồi, những cái đường bay quốc tế đó coi như là gần như là bị tê liệt, bởi vì chúng ta dùng cái từ gần như là bởi vì Vietnam Airlines đó, họ vẫn có những cái chuyến bay, tuy nhiên là những cái chuyến bay đó làm theo cái yêu cầu của chính phủ thì nhiều hơn, và những cái chuyến bay thực hiện theo cái kiểu là đặt hàng thì nhiều hơn. Thì với cái kế hoạch như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà Cục Hàng không của Việt Nam dự kiến số lượng hàng khách đó, chỉ với một tuần một chuyến, một tuần một chuyến chỗ này chỗ kia thôi, thì số lượng hàng khách mỗi một tuần á mà nhập cảnh vào Việt Nam ở hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để mà cần cái sự cách ly không á, là mỗi một tuần có thể khoảng 5.000 người. Và để có cái kế hoạch mà triển khai cái việc mà mở rộng hơn nữa, nếu như mà có nhiều cái chuyến bay hơn nữa thì mới hy vọng là những cái người khác, ví dụ như ở bên những cái nước khác họ mới đi đến cái nơi trung chuyển đó, đi đến ví dụ như là Hàn Quốc chẳng hạn, đi đến Tokyo chẳng hạn, là lúc đó mới về Việt Nam. Thì bây giờ thì có thể nói một câu rằng là trước mắt đó, ngay trong cái thời điểm này thì những cái người ví dụ người Mỹ gốc Việt đi, hay là những người từ châu Âu, từ Canada, từ nước khác, thì bây giờ chúng ta cũng chưa thể nào về được, bởi vì cái nhu cầu đó mà trở về nước rồi cái nhu cầu gọi là cách ly đó nó cũng chưa có. Thì nhiều người bạn cũng nói phản ánh rằng là không nên về lúc này, bởi vì về thì phải bị cách ly 14 ngày, rồi sau đó thì khi về địa phương có khi cũng phải bị theo dõi báo cáo gì đó đối với địa phương thêm 14 ngày nữa. Mà trong khi là ở bên đây thì mình đi làm việc mà mình muốn có 2 3 tuần lễ để mà nghỉ vacation để mà về Việt Nam nó cũng đã khó rồi, mà dành hết cái thời gian cho cái vấn đề mà phải bị cách ly, thì mặc dù là ở khách sạn hay là ở trong cái khu 5 sao 3 sao gì nữa thì nó cũng rất là mất tự do, nói chung nó bị hạn chế rất là nhiều. Do đó đó có thể nói rằng là nếu như không có cái gì mà quá cần thiết hoặc là không phải trong cái trường hợp mà cấp bách đó thì cũng không nên thực hiện các cái việc mà di chuyển lúc này hoặc là muốn trở về Việt Nam. Ở tại Hoa Kỳ thì rõ ràng cái dịch bệnh hiện giờ đang tiến triển, mà thời tiết ở Hoa Kỳ bây giờ đang chuẩn bị tới mùa thu. Thì cái mùa thu và lẫn mùa đông là cái mùa mà phát sinh về cái dịch bệnh mà cảm cúm hàng năm cũng rất là nguy hiểm. Thì người ta dự đoán rằng nếu như mà chưa có vaccine thì rất có thể là cái dịch bệnh COVID-19 nó sẽ bùng phát trở lại trong cái mùa đông, mùa thu này. Tuy nhiên thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái thông báo rồi, ngày 1 tháng 11 tới đây là sẽ những cái liều vaccine đầu tiên sẽ được thông qua và sẽ được đưa đến những người dân. Nhiều thành phố bây giờ phải đang thực hiện các cái việc mà chuẩn bị các cái cơ sở vật chất và thực hiện các cái việc mà chích ngừa cho những cái người dân bằng cái vaccine COVID-19. Tuy nhiên thì đó là một số những cái thông báo thì chúng ta cũng chưa biết được là thời gian tới đó nó sẽ như thế nào, nhưng mà đó cũng là một tin rất là phấn khởi, làm cho người ta cảm thấy rằng nước Mỹ sẽ trở nên an toàn hơn. Và một khi mà nước Mỹ nó trở nên an toàn hơn trong mắt của những người dân thế giới thì rõ ràng là người ở Mỹ đó sẽ được tiếp đón nó mở rộng hơn theo cái kiểu giống như trước kia. Thì đó là cái điều mà khi đó thì chúng ta đi thực hiện các cái việc mà trở về á, hoặc là đi tới nước này nước kia có khi là không cần phải cách ly. Nhưng mà để đến lúc đó chắc có lẽ cũng phải còn ít nhất là vài tháng nữa, người ta dự đoán rằng là phải từ 5 tháng trở lên chứ không ít đâu. Thì có thể nói rằng máy bay của về cái vấn đề mà triển khai các cái việc mà thực hiện đó thì rõ ràng là ở Việt Nam ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là giao cho tất cả các cái bộ, từ bộ ngoại giao tới bên du lịch, bên hải quan, bên đủ thứ chuyện hết để mà thực hiện các cái việc, như kể cả bên bộ y tế nữa, để thực hiện các cái việc mà liên quan nhằm để mà tránh được cái dịch bệnh nó leo thang hoặc là nó phát sinh ra trong bên ngoài, và phải kiểm tra các vấn đề biên giới chặt chẽ lại và thực hiện việc cách ly nó hiệu quả.
và cũng khuyến cáo rằng là những cái cơ quan, ví dụ như bây giờ là xã hội hóa có thu có làm này kia cái nọ, nhưng mà cũng đừng vì cái việc mà phải kinh doanh các thứ mà nó làm sao nhãng đi, hoặc là nó không siết chặt được cái việc mà quản lý những cái người mà phải cách ly đó. Thí dụ hồi trước cách ly ở trong quân đội đó thì mang tính bắt buộc cao hơn, thì người ta quản lý chặt chẽ hơn, thì bây giờ giao cho các cái doanh nghiệp, thì cái sự phối hợp giữa các cơ quan y tế hay là các cơ quan hữu quan đó đối với các cái gọi là các cái mà khách sạn đó thì nó sẽ như thế nào, thì bây giờ cũng là một cái kiểu để người ta thăm dò, và lần 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 nếu như mà nó tốt thì sẽ triển khai ra rất là nhiều các cái tỉnh thành, hiện giờ chỉ là ở đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì cụ thể đó chúng ta thấy là riêng về đối với sân bay mà Tân Sơn Nhất thôi đó, thì những cái số liệu đưa ra cho thấy rằng vào thí dụ như là cũng đang thực hiện và chuẩn bị rất là kỹ về cái việc mà đưa đón những cái người khách trong cái thời gian vừa qua, thí dụ như là cái đội thủ tục hành chính nhập khẩu và xuất khẩu của chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã làm thủ tục cho cái chuyến bay đặc biệt đó, chở các cái chuyên gia nhập cảnh trên cái chuyến bay CS 799 của hãng hàng không Cathay Pacific Airways vào chiều tối ngày 6 tháng 9. Thì sau khi mà cái máy bay này nó hạ cánh thì chi cục hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã và các cái lực lượng chức năng đã bố trí sẵn và các cái máy móc hỗ trợ thủ tục làm nhanh chóng cho các hành khách. Thì với cái mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân và ngăn ngừa các cái dịch bệnh, cũng như là các hãng hàng không thực hiện rất là nghiêm chỉnh về các cái vấn đề về an ninh, về các cái vấn đề vệ sinh và các cái vấn đề mà phòng dịch, thì sân bay của Tân Sơn Nhất á, hay là ngay cả sân bay Nội Bài nữa, trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là rất là trống trải, đi vào một cái cảnh rất là rộng rãi, chứ nó không phải giống như trước kia không có còn nhiều người nữa. Thì cái mục tiêu đó có thể nói là thí dụ như là trước đó nữa thì ngày 5 tháng 9 chiều tối thì có 400 hành khách đã nhập cảnh trên cái chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hàn Quốc hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì hành khách có thể nói là trên cái chuyến bay này thì gồm có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, các phụ nữ mang thai, các lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng hay là không còn không có nơi cư trú, các cái sinh viên Việt Nam không có nơi lưu trú do các ký túc xá đóng cửa, và các cái trường hợp đặc biệt khó khăn khác, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã cử cán bộ trực tiếp để mà hỗ trợ công dân tại sân bay. Thì đây là cái điều mà chúng ta cũng thường thấy, ví dụ như trước đây có các cái chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam thì các nhân viên của lãnh sự quán của Việt Nam đó tại ví dụ như cái đầu cầu là San Francisco cũng đến sân bay và có tiếp xúc với những cái người Việt Nam đi trên các cái chuyến bay chẳng hạn, hoặc là tạo điều kiện cho họ, nói chung là ở góc độ mà bên ngoại giao đó người ta chăm sóc các cái công dân rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Thì trước đó nữa là ngày tối ngày 4 tháng 9 thì chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ đưa gần 350 công dân của Việt Nam từ Úc và New Zealand về Việt Nam và cũng xuống sân bay là Tân Sơn Nhất rất là an toàn. Thì đó là một số những cái tin tức cho thấy rằng kể từ sau khi mà có cái lệnh mà thực hiện các cái việc mà đổi mới đó, trong cái cung cách mà và cách ly mà có thu phí các thứ, thì có các cái chuyến bay và bây giờ ở phía bên các cái sân bay ví dụ Tân Sơn Nhất hay là ngay cả sân bay Nội Bài đi nữa thì cũng thực hiện rất là nhiều. Thì người ta chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 năm 2020 đến nay thì chi cục hải quan của cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã làm thủ tục đón 11 các cái chuyến bay với tổng cái số hành khách đó là gần 1.300 người. Từ đầu tháng 9 tới nay thì chỉ có mấy ngày thôi. Thì với cái cách làm như thế này thì người ta tính rằng nếu như bán hiệu quả nó cao thì thời gian tới sẽ được mở rộng hơn nữa. Thì chúng ta trở lại cái thời gian từ hồi tháng 6 đó, thì trong cái tháng 6 năm 2020 thì chi cục hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất á làm thủ tục cho 25 cái chuyến bay, mặc dù cái lúc đó là đang trung tâm dịch là đóng cửa với nước ngoài, nhưng mà vẫn làm thủ tục cho 25 chuyến, trong đó có 1.700 các hành khách. Còn trong tháng 7 đó là đã làm thủ tục cho 35 cái chuyến bay, cái tháng 7 còn nhiều hơn, và với cái lượng khách là 3.000 hành khách. Và tháng 8 đó thì làm thủ tục cho 63 các chuyến bay với cái gần 3.400 hành khách.
Thì trong tháng 8 là 63 chuyến chúng ta thấy cũng hơi nhiều. Nhưng mà hiện giờ đó chỉ mới có hồi đầu tháng 9 thôi, tức là mới mấy ngày thôi mà chúng ta thấy là đã đón 11 chuyến rồi, trong đó đã có 1.300 rồi. Từ nay đến cuối tháng 9 có lẽ là với cái kiểu mà mở cửa như thế này, một tuần một chuyến cho những cái đường bay, một số những cái đường bay, ba bốn cái đường bay này kia nọ, thì có thể là trong tháng 9 này là sẽ vượt mức cái số lượng đó, và nó sẽ mở ra một cái thời điểm mới nữa cho cái việc nhập cảnh vào. Thì thật ra là có nhiều ý kiến cũng rất là khắt khe, nói rằng không có nên nhận các hành khách bên ngoài nhiều quá, hoặc là các công dân Việt Nam ở nước ngoài đó trong thời điểm này nên ở đâu ở đó đi, hoặc là hạn chế về nước hơn, về chi mất công là mang bệnh nữa. Thí dụ như trong cái đợt mà nó bùng phát cái dịch bệnh vừa qua ở Đà Nẵng thì ta nói rằng các cái nguồn lây từ ở bên ngoài đi vào thì cũng là do những người nước ngoài thôi, hoặc là những cái người Việt ở nước ngoài họ mang vào, thì bây giờ bằng cách là ngăn họ đi thôi, không cho họ về nữa, thì thật ra là nó rất là khó. Bởi vì ở góc độ chính phủ á, cái nhu cầu mà công dân Việt Nam họ về nước không có lý do gì họ xua đuổi họ, hoặc là phải tạo điều kiện mà cái nền kinh tế cũng phải cần mở cửa nữa. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng chắc chắn rằng nhiều nước cũng phải làm như thế. Nhiều nước cũng đã làm rồi, bây giờ Việt Nam bắt buộc là phải làm. Và cái việc mà cho các cái doanh nghiệp mà du lịch đó, thí dụ như các cái khách sạn để họ thực hiện cái việc này thì rõ ràng cũng là giúp ích cho cái ngành du lịch họ phát triển thêm. Đây cũng là một cái đề xuất mà ở phía bên cái Tổng cục Du lịch, hay là bên cái Vietnam Airlines, hay là cái bên Tổng cục Hàng không, hoặc là nhiều cái nơi khác cũng đã có những cái ý kiến rồi. Trước đây đã có rất là nhiều các đề nghị và các cái đề xuất nữa, thì bây giờ chỉ thực hiện thôi. Và những cái tin này đó nó cũng tạo phấn khởi cho rất là nhiều người, nó tạo phấn khởi luôn cho những người Việt ở nước ngoài nữa, họ mới thấy được cái cơ may rằng có thể Việt Nam, mặc dù dù là cái người mà còn quốc tịch Việt Nam hay là không còn quốc tịch Việt Nam thì cũng có cái cơ hội để mà trở về thăm quê hương, trở về để mà đi du lịch chẳng hạn, hoặc là đi làm việc này việc kia. Còn hơn như là thời gian trước đây thì đóng cửa một cách nó mang rất là tuyệt đối quá, thì người ta cảm thấy là không biết khi nào mới trở về nước được. Ngay cả những người mà đang rất là khó khăn, những cái lao động Việt Nam bây giờ không, thất nghiệp ở nước ngoài, hoặc là các em học sinh sinh viên ở Mỹ chẳng hạn, bây giờ cũng phải đi học online, không có nhập học được, thì ký túc xá cũng đóng cửa rồi, nơi ở không có nữa, điều kiện kinh tế không thể làm việc thêm được, thì bây giờ họ có nhu cầu về nước mà cứ chờ đợi và không biết khi nào mới có cái chuyến bay, thì cái điều đó nó rất là hạn chế. Nhưng mà một những cái người khác mà cứ nghĩ rằng là bây giờ thì mình có thể là mua vé và mình về ngay được thì rõ ràng cũng chưa, nói thẳng là ngay lúc này là chưa, mình cũng phải chờ đợi thêm, và những cái thay đổi chính sách hay là luật lệ đó chúng ta cần phải cập nhật thêm, và rất có thể là họ thay đổi rất là nhanh. Chỉ bây giờ thì mỗi một tuần á, là một chuyến, nhưng mà mình không biết được, có khi là ta cảm thấy an toàn rồi thì 1 2 tuần sau thì ở phía bên chính phủ người ta sẽ thay đổi, và những cái luật lệ có thể là mở rộng hơn nữa, là mỗi một tuần 2 3 chuyến, 3 4 chuyến, 5 6 chuyến gì đó, từ 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 sẽ mở ra. Và khi mà mở rộng nhiều chuyến thì đời đó đồng nghĩa với cái việc là rước luôn những hành khách ở những nước khác mà đến trung chuyển ở thí dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, hay là Tokyo, hay là ở bên Quảng Châu, thì khi đó thì chúng ta mới có những cái điều kiện để mà đi trở về Việt Nam. Cho nên là đó là những cái thông tin mà liên quan tới cái việc là có phải là chúng ta mua vé về Việt Nam là đi về được hay không lúc này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin này khi mà có thêm những cái quy định mới. Còn hiện nay thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây, và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào.